tới. Đây. Vâng. Gì nữa? Tôi mua bỏ. Ờ, trong người tôi bỏ trong tụ với nước. Thôi. Lạ. Có chị. Chị như là ông chị. Coi. Nhìn vào đây. Lại lại đây. Bật chụp đấy. Kêu nội để tôi về không kêu. Tao xịt, tao nói bây giờ để tôi làm tạm giờ. Là nó được. Liệt về mà nghỉ. Mình hay mãi được làm để mình hỏi vô trừ chứ vậy. Quá trời mà đâu. Tẹp rồi. Hết ngựa tải ngựa chân đều buồn. Cấp ơi. Ốc á. Anh nọc lên. Ồ, anh nọc lên. Rồi tiểu anh nọc không? Đánh đi. Hả? Anh nọc không lại cái bạc. Lại cái bạc thôi, mục rạ đi. Mục rạ thì anh không thể đưa rồi. Thưa. Lấy bạc này nè, giữ được nhiệt nè. Lấy bạc này ấp lại giữ được nhiệt nè. Bạc này kích nhiệt nè. Thật đấy. Người anh đổ chuông. Mình ngủ một buổi. Mình biết là hát ngủ quên. Để ngủ mình thấy mình. Buổi này đam mê.
mắt mi. Nó ngủ một mạch là buổi đi làm dậy tỉnh luôn. Dài dài thế này, đưa cắt lên một đầu là được. Hoặc loại này không được, cái mềm dấu tao như lăn đầu tiên tao mới nở. Cắt loại cắt mình cắt 3 phần 1. Ngắn rí thì cắt nhẹt mới được, cắt to rí mà nó nhẹt được nè. Cắt mà cắt. Cắt to rí không nó nhẹt được vô này. Quên dặn bạc lên, đừng có bỏ nguyên cả mà bạc tách ra một nửa thôi. Cái này này, bạn con khỉ, cái này là cắt kiểu như cắt như mình dưa nè, cắt một miếng trên cung nè. Rồi bắt đầu là bỏ vào rồi dạt tán xung quanh, dạt đầy lại cái nắp nữa lại là để cả quả rồi mà hấp nè. Chỉ bị đạch chứ nó bị cần không? Mày nhân vôi không cần được. Cái nó ăn vôi gì? Cái nếu mà hấp khỉ, hấp chỉ cái vôi. Chẳng quá lông quả thời gian thì cắt, tôi cắt ít thế này tôi lặn xung quanh như này cả để xung quanh lặn đều vậy. Thì tao không định cắt lạt ra để tôi rải đó, bắt đầu rải trên nó rồi một lớp sau rồi một lớp ốc rồi rải một lớp tiếp trên đó rồi một lớp ốc nữa đó. Tao không định cắt mỏng nữa, mới nói bạc cắt 3 phần 1 thích cắn nó cắn nó cắt. Ở chỗ đó con biết được cái hình thực nó rắn. Cắn nó cắn gì vậy? Bỏ này trong đề. Bánh màu đấy thôi chị nè. Bỏ trong đề. Mày thôi được, sao không? Quả to đi không được. Cắt một cái như cái nắp ẩm. Rồi nhặt qua tạm vừa hấp cả. Thì mình chỉ nôi lơ áo từ cái đống trọng là sau đem ra cắp. Là ok, vừa nhìn sạch sẽ vừa ngon. Có thời gian đây sẽ bị tiêu vị rỗng thành kiểu thở bất cảnh thêm quật trận trọng trước mắt mạng ấy. Trận vốn bùi cần. Giờ cần bỏ bỏ thêm rau mùi vậy à. Ít một chút nếp vô. Bạn thơm là ok. Chẳng được một lần nữa nó có kinh nghiệm. Bây giờ vào hợp lý cho con nào. Đừng cực. Này cú này kiểu như mà hấp để ăn nên đỡ hơn này cũ nhà anh ăn đặng có thêm này kiểu cũng được nhưng mà này kiểu đi lọt tối đừng có vầm nhỏ bỏ đặng anh kiếm hơn vầm nhỏ mà toàn lọt dễ chạy ăn lên. Anh nói hai nhà bả bồ này nó vừa thôi. Bả bồ lên thoại đây nắm bồ đến đâu bố bả bồ ơi cháu về thôi đợi có hai mấy khoái là lại nắm bồ mấy chị ra hai đâm thế đẹp hai đâm mấy chữ đưa ra nội thì khi đưa ra bờ là hai đâm đã bị thực hình thì dùng mãi về anh phiện nữa chứ không ai nhầm hai nhầm tôi thật sự đưa hai bồ nó hai đâm đã là ok nhẹt vừa đủ quá quả này hai bồ thì hai nhầm bồ ăn bùn gà nhẹt vừa đủ quả này luôn vừa đẹp luôn vừa lọt hai con giữ miệng thì ngoài hai bồ thì hai nhầm ăn bùn gà.
bồ hả dư ngô ngập ngoại hải bồ là bữa à bồ dư ngô ngập ngoại nên thập thêm mới dằn dằn ngược dằn chuối lại luôn môi đã luôn hôm qua đi chơi thấy anh đưa ra một đâm ọc ngon 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 đây là tầm một bên sửa trò bên sửa xịn bên sửa trò người thủ của họ còn lịch cữu còn lịch cữu thì khó thật người truyền lâu lâu đã hấp mượn người cứu án đỡ đau đâu chị nhắn này cứu bùi hơn thơm hơn thơm hơn nhỏ nhỏ đấy là ok kế thơ điều ngồi đây dạy thằng hầm à hả quay lắm á quay rồi nhưng mà dạy thằng hầm có ai không á xuống lên cơm có thấy ai không không để trắng không nghe ôn nào chứ cơ nghe bất tèo bất lành cái ngày đưa đá rồi à con này nhanh ngồi ai biết là mà đi khám sức khỏe mày á mày chơi 7 giờ thì mới hợp bách 7 giờ thì mới đi nữa bắt đầu đi đi cái chạy 7 giờ thì mới sợ mày tôi chứ mày sợ mày sợ mày sợ xây xe đây không bị đảm bảo mãi mà lục lên đây nó vừa nhả đây nó chắc quần lên được chắc nghỉ ghê làm cho bạn nhả cái chân chân mệt được nghỉ làm cho thằng một anh sực thực nhạc chịu nhảy chậm phải làm nhạc 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 khó chịu mình đâu nhảy kiểu sợ thấy cái công việc là cay quá hỏi anh bẹo rồi ra lên tình nghĩa này giá anh ấy phải có trụ rồi lắc trọc giá anh thẻ cái trụ giá anh thẻ cái trụ tôi thêm nắm rồi này nó thành 5 rưỡi Nguyễn 5 rưỡi rồi
mà mọi người hỏi nó nghe mở cái tài chính mà đã thú tối sẵn mình sẵn mình chịu khi đục nó là bởi vì là sẵn mình chịu nó cầm em nợ nó là làm cái thẻ cái trụ luôn tao muốn ở mới còn còn thêm thẻ cái trụ cho tao chuyện nó thực chất đụng của hắn bà Nam nó đụng thẻ cái trụ là đèn mấy của mấy đứa con năm rưỡi rồi nó đụng chứ ví dụ tụi làm hồi chịu ngoài thì hắn mới nói mới giả hàng được tôi, cho tụi thì rượu mới nói nhưng mà nếu đụng ra là của mình là đụng là bá nám nếu mà tới kỳ lại bá nám là đụng là phải một năm rưỡi nữa mình mới hết hạn nhưng tai đã hẳn là thủ trưởng đâu như hẳn là thủ thêm một nghìn để làm thẻ cái trụ nờ rồi cả nó phải hỏi chứ nó đã ăn nó ăn rồi không được anh là thủ 28.000 rồi đó đúng không? À, giờ này thủ thêm 1.000 nữa không được trực trữ vô lịch mãi vẫn nó rớ quầy mới là lúc đó là bông mới rõ ràng là đó là loại trưởng tôi này từ đồng giá hành cho tổng tổng chiều tao là hỏi chuyện chủ từ cách đây 3 tháng hỏi 4-5 lần rồi làm lờ việc của tao giả hàn nó chịu như vậy giả hàn ở lại vẫn phải tụ đó vật tẩu là hỏi mà tiếng có nữa thì họ kêu vào chân dài xuống hỏi cái này mới bị nhờ người tổng công ty xuống phiên dịch chứ không cần mình quá nguy hiểm người quản phiên dịch con nói tao mời lại lần này thì em sao lại bãi chỉ để gặp tao là thương chuyện quay tận bảy bao giờ nghĩ đến lâm là kia người đấy rồi
thả tao đi để thăng cấp sáng quá nên tao không đấy. Làm được việc hơn tao đấy. Tao là tao chạy. Tao là tao quay của anh ấy, thái tao là tao đi. Sợ có con mẹ ba ở lại này, nhục tôi ở lại để chung. Cùng ai ngơi rồi mà. Như cái phẩm quyền gì một thằng sáu cây thấu thì nó hơn thằng hà mấy chuyện đi mà bây giờ nó kẹp tô tô thì nó trả không. Trừ rồi được phải thoại mấy chuyện nghe không? Ừ. Chưa mỗi giờ chứ. Chưa hết rồi. Chưa hết phải thoại mấy chuyện nghe. Thoại mấy chuyện nghe 700. Thì có lúc thoại mấy chuyện nghe 800. Còn lớn đỉnh điểm của túi ở đây đó là của một tháng nhảy lại được 38.000, 36.000. Đã lên tất cả theo ao vậy. Đỉnh điểm nhất đây là từ bây giờ tuần này cũng là thì là tự nhiên nó tôi bây giờ nên nó nhảy lên đất đấy. Thì bọn ở mình từ trước đến chưa tôi từ khi tôi sáng lại lương tôi bao nhiêu không tập vẫn bọn ở đâu tôi chậm quá cái thật rồi. Lượng là lượng đỉnh điểm của tôi làm tổng cả là lệnh khá với chị mình. Ai làm trận ở cái công việc khá với chị mình là 30.000. Anh 260.000. Cũng cần nhiều chứ. Từ hệ tật 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 được con bà hả thì là ok. Còn trừ 25.000.